nay mình làm hai loại chả, chả heo và chả mực, nhưng mà mình sẽ tách ra làm hai cái clip riêng để cho các bạn đỡ bối rối, với lại cảm thấy là cái áp lực công việc, nếu mà mình làm chung một clip thì cảm thấy áp lực công việc rất là nhiều, cho nên mình sẽ lấy làm hai clip. Thì căn bản chả heo và chả mực cũng từ cái mộc mà ra. Thì đầu tiên mình sẽ làm mộc. Từ mộc thì mình bứng lá thành chả, mình hấp thành chả, và mộc mình trộn với lại thịt mực xay á, thì mình chiên lên thành chả mực. Để làm chả mực thì mình chuẩn bị, mình mua mực đông lạnh. À, bữa nay thịt hiệu HS thì cũng tương đối là tôm và mực ngon, thì mình rã đông ra, mình cắt nhỏ và mình xay dập dập thôi, đừng có xay nhuyễn quá, xay dập dập thì một con như vậy mình xả ra mình lấy được 650 gram mực khi mà đá hoàn toàn nó tan á. Thì mình sẽ ướp cái công thức giống như là mình làm chả heo á, thì mình sẽ ghi cái công thức lên cho các bạn coi. Sau khi mình ướp mình bỏ vô tủ đá, sau đó thì khi mà khoảng 2-3 tiếng cái mực này nó dẻo dẻo rồi, mình sẽ bỏ mộc vô mình quết mà mình chiên. Sau khi mình ướp mình bỏ vô tủ tủ đông á, thì đúng ra khoảng chừng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng mình làm được rồi, nhưng mà mình cũng không có rảnh, nó mệt á, mình để đông tí xíu thêm cũng không sao, nhưng mà mình rã ra lại để cho nó dẻo dẻo. Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cho mình quết, thì nó dẻo như thế nào á thì mình lấy cái đũa mình ghim vô thử, nếu mà nó còn quá cứng, cái này là ghim đũa vô được nè, mình đi quết được rồi. Đây là một con mực mình đã xay và xay dập dập ra thôi, và ướp giống như thịt heo vậy đó. Bây giờ mình sẽ cho một cục vô, một cục thịt, một hoặc hai cục mực quết với lại một cục thịt heo, hay là tỷ lệ như thế nào tùy các bạn thích. Các bạn thích mực nhiều bỏ thì mực nhiều hơn heo, hoặc là heo nhiều hơn mực. Từ cái thịt xay mình đã ướp á, bây giờ mình lấy ra một cục nè, mình cho ra mấy mấy quết để mình làm mộc. Sau khi quết thành mộc xong mình sẽ cho mực vô mình quết mình làm chả mực. Bây giờ mình ngưng máy, mình cho thì là sau khi mình thái mình cũng để đông đông lạnh khoảng chừng 10 15 phút cho nó lạnh, để nếu mình để tươi nhiều khi mình đánh nó ra nước thì cái chả mình nó bị bở. Và cho vào đây tiêu luôn, đánh xong thì mình đem đi chiên.
còn xiên xiên á, tính chiên cái cục nhỏ nhỏ. Làm riết một hồi rồi mệt quá cái làm cục bự luôn. Nè, một tính ra một con mực 650 g cộng thêm mộc khoảng 600 này là 650 g nữa là khoảng ký 3 thì sao á, cỡ đó. Bằng bằng quá chừng chả mực luôn. Mờ quá vậy ta. Sao tự nhiên quay gần nó mờ quá. À, chả mực này mình mua chả mực đông lạnh nhưng mà hiếm lắm nha. Cũng mới thấy xuất hiện đây trong cái tủ đông của mấy chợ thôi, chứ trước đây là hầu như là không có luôn á. Mà một gói hình như 200 g 18 đồng. 18 đồng mà mình mua con mực này là 650, xả đã đông 650 là khoảng 7 đồng. Trên thịt heo không đáng kể mình làm ra nhiều lắm. Các bạn thấy là đây rất là dai luôn. Cái này nấu bún mắm hay là nấu bún đậu mắm tôm.